Điện thoại Samsung Galaxy phát nổ, một chiếc Samsung Galaxy S7 Edge đột nhiên bốc hỏa khi không sạc pin khiến người dùng hoảng sợ. Chủ chiếc điện thoại 52 tuổi nói từ nay cho đến hết đời, bà không muốn sử dụng điện thoại nữa. Chiếc Samsung Galaxy S7 Edge của Sima Agarwal tại bang Bangalore, Ấn Độ chưa bao giờ được mở hoặc sửa chữa. Namrata, con gái bà này nói với tờ Bangalore Mirror, chiếc điện thoại Samsung mua từ tháng 12 năm 2016, có dấu hiệu quá nhiệt vào một buổi tối cuối tháng 12 năm 2019 bà Sima Agaquan đặt điện thoại trên hè nhà rồi đi ra ngoài. 15 giây sau chiếc điện thoại bắt đầu phát nổ, người phụ nữ Ấn Độ cho biết, bà chỉ sử dụng củ sạc và các nguyên bản của Samsung kể từ ngày mua điện thoại. Ngoài báo cảnh sát, Sima Agaquan còn tính kiện cả Samsung. Sau khi nhận được phản hồi rằng chiếc điện thoại phát nổ ra nguồn nhiệt bên ngoài, gia đình bà Sima Agaquan rõ ràng không hài lòng với cách giải thích trên. Namrata cho biết trước đó cả gia đình cô chỉ sử dụng sản phẩm của Samsung. Samsung từng triệu hồi và tiêu hủy cả dòng điện thoại Galaxy Note 7 vì nguy cơ quá nhiệt dẫn tới cháy nổ. Tuy nhiên, chưa có bất cứ sự cố nào liên quan tới dòng Galaxy S7 được báo cáo.